Xin chào các em, chúng ta sang bài báo số ID là 107 Bài toán này là bài toán mà thầy minh họa cho phần kiến thức Hiệu cơ vật dụng cao cho lớp 12 Dành cho các bạn khóa năm 2003 Đây, Bài toán này là bài toán mà thầy minh họa cho phần khó Hỗn hợp gồm có ST và hợp chất chứa liter. Đó. Thì bài toán này là bài toán các em nhìn thấy ngay Người ta cho các em sẵn công thức phân tử rồi này. Cho sẵn công thức phân tử rồi Nhưng mà công việc của chúng ta là phải tìm ra công thức cấu tạo là ok đó thế bây giờ làm thế nào để tìm được các thứ cấu tạo thì các em phải dựa vào sản phẩm thì đề thi nói rằng là khi cộng NaH thu được hai ancol kế tiếp và ba muối có cùng số C đó như vậy chúng ta phải tìm lần lượt từng cái một đầu tiên là C 5 H 8 O 4 trước thì người ta bảo rằng là ST này là ST 2 chức thì ở đây có hai trường hợp xảy ra thứ nhất là nó tạo bởi cái axit hai chức gọi là COO Thầy lấy axit bé nhất đây COO Còn lại 3C nữa Như vậy một thằng trong CH3 Còn 2C nữa Vậy là C2H5 Đó như vậy có vẻ thỏa mãn rồi Thì khi tạo ra muối Nó có tạo ra một muối là muối axit carboxylic có 2C Mà đề thi ở đây có 2 muối Như vậy chất còn lại của thầy X phải tạo ra một muối nữa Trường hợp thứ hai là trường hợp các em đảo ngược lại là ancol hai chức thì thầy có là ch 3 COO lối với ch 2 ch 2 bé nhất đi rượu hai chức và ở đây còn lại là ooch C một hai ba bốn năm thì khi chất này cộng nào hát thì các em có một muối thứ nhất muối thứ hai thì hai muối này của thầy không có cùng số C như vậy chắc chắn trường hợp này loại rồi như vậy lấy trường hợp này tiếp tục à, một số bạn hỏi là nữa đến đâu nó có axit khác thì sao Ờ ừ, nếu như axit khác của thầy thì thầy có là axit có ba c đi thì nó có thể có như này COO CH3 COO đó CH3 thế thì như này thì nó tạo ra một rượu thôi và cũng có thu được là một muối như vậy thầy cũng chưa biết được cái nào cả như vậy cái để đây đã bây giờ các em quay trở lại với C6 H13 NO4. O4 tức là kem em hình dung là có hai nhóm COO. Hai nhóm COO. Đó, mà thầy phải làm sao đó để tạo ra được hai muối. Trong đó có một muối của axit carboxylic. Như vậy, từ đó suy ra thầy có thể lấy hai muối đó. Muối đầu tiên là muối mà có số C bằng 2 trước đã đi. Xem đủ không? CH3 COO. Được rồi. Bây giờ thầy có là muối của amin đi, NH3 cộng Để thầy ghi là H3N cộng CO trừ Liên kết với lại CH2 bé nhất glycine COO của thầy là hai nhóm COO Bây giờ thầy có còn lại là 6C trừ đi 1, 2, 3, 4 Còn 2C nữa là C2H5 OH Như vậy là rượu của thầy là thu được là rượu C2H5 OH và rượu trên này là rượu CH3OH hai rượu kế tiếp thỏa mãn trường hợp này hai rượu kế tiếp cũng thỏa mãn luôn nhưng trường hợp này bị loại bởi vì muối của thầy ở đây có 3 C và trong khi đó trường hợp dưới thì chỉ có muối có 2 C thôi và không đủ thỏa mãn đó thế một số bạn bảo là nhỡ nó có 3 C thì sao ừ nếu có 3 C thầy thử xem được không 3 C của thầy thầy có tăng số C lên là C2H5 COO H3 n cộng. Đó. Liên kết với lại cái gì nữa? Ở đây thầy có là CH2. Đó. Tiếp 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 với một CH2 nữa thì mới đủ 3C. Như vậy là 2 3 4 5 mất rồi. Như vậy còn một chức COO thành 6 mất rồi, đây phải là axit H thôi. Nếu như thế này thì kết quả là thầy sẽ thu được cũng ba muối. OK, nhưng mà hai không thu được hai rượu kế tiếp, bởi vì đây là có là một rượu thôi. Như vậy trường hợp này sai, trường hợp lại cũng sai. Như vậy cấu tạo thỏa mãn của thầy chính là chất ba đầu tiên này và chất thứ hai thì để chất này thỏa mãn. Đó, một cái bài toán tư duy của em rất là khó. Như vậy sau khi mà tìm được cấu tạo rồi thì mọi việc xong hết rồi. ST có số mol là không phẩy hai mol, còn cái chất này của thầy có số mol là bằng không phẩy đây là muối của amin lấy từ amino acid và axit caprolic 0,2 15 mol. Đó. Như vậy, theo khi phản ứng NaOH thì kết quả thầy có là a gam 3 muối, vậy a gam của thầy gồm các muối như sau. COONa tất cả hai lần. Số mol là 0,2. CH3COONa số mol là 0,15. Tiếp H2N lối CH2 lối COONA số mol là 0,15 cộng ba cái muối này vào thì các em tìm được A bằng 53,65 g và đáp án ở đây thầy gọi đáp án B